Lệ Quyên đầu tư tiền tỷ trang hoàng biệt thự gần 600m². Ca sĩ Lệ Quyên sắm sửa, thay nhiều đèn pha lê và mô hình trang trí để làm mới không gian sống USD cùng Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên thuê đơn vị trang trí chuyên nghiệp để tép năm diện mạo cho cơ ngơi rộng gần 600m² tại thành phố Thủ Đức. Căn biệt thự này được cô hoàn thành từ năm 2021 với kiến trúc nguy nga kiểu cổ điển. Khu vực phòng khách được Lệ Quyên đặc biệt đặt nhiều tâm huyết và cũng là không gian được cô yêu thích nhất trong nhà. Nữ ca sĩ thay mới đèn chùm trị giá 21.500 USD, hơn 500 triệu đồng, từ một thương hiệu đồ decor cao cấp của Mỹ. Bên cạnh nhiều loại đèn pha lê, đèn trang trí khác cho khu vực phòng khách thêm sang trọng, huyền ảo. Chăn hêm giá 1.875 USD, khoảng 45 triệu đồng, cũng được Lệ Quyên bố trí để trang trí cho sofa, giúp cô giữ ấm khi ngồi xem TV, thư giãn ở phòng khách mỗi tối. Bên cạnh đó, bạn gái Lâm Bảo Châu cũng đầu tư đèn chùm pha lê mới phía trên bàn bếp, cùng với hai bức tượng báo gấm để trang trí chân cầu thang. Theo Lệ Quyên, cô rất ưu tiên chất lượng cuộc sống nên sẵn sàng chi tiền tỷ để trang hoàng nhà cửa. Từ khi đi vào sử dụng, căn biệt thự thường xuyên được nữ ca sĩ thay đổi cách trang trí, đặc biệt vào mỗi dịp đặc biệt như Giáng sinh, năm mới. Hai năm qua, cô nhiều lần khoe diện mạo mới mẻ của khu vực phòng khách, nơi được Lệ Quyên tập trung đầu tư thay mới decor. Ngoài ra, những không gian khác trong nhà như khu vực phòng thay đồ, bàn trà trong phòng ngủ hay khu vực phòng tắm, thư giãn cũng được giọng ca 43 tuổi yêu thích và thường xuyên chụp hình, khoe khán giả. Lệ Quyên cho biết một căn nhà đẹp giúp cô thấy thoải mái và luôn muốn được về nhà, tận hưởng thời gian ở nhà nhiều hơn. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên có khối tài sản lớn với bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn gái Lâm Bảo Châu còn có cơ ngơi khang trang theo phong cách châu Âu ở Hà Nội và Đà Lạt. Giọng ca giấc mơ có thật còn tậu biệt thự 400m² tại Mỹ vào năm 2017, nơi cô dùng làm điểm nghỉ ngơi cho mỗi chuyến lưu diễn và để cho con trai khi đi du học Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.